Lầy này, lầy xin đêm. Hiện tại 2 cây 100 lầy hết trận luôn anh em ơi. Hai xe kéo giật mấy giờ mà không lên. Giật. Chưa chịu lên nữa nè ơi. Giật. Ừ. Hai chiếc. Lúc này thì hai chiếc đang ra đòn anh em ơi. Chút xíu nữa lên rồi. Ừ, giật cái nữa. Rồi, ba lên đây. Bậy cha, chưa chịu lên. Cái này mắc lại hôm hôm tới giờ anh em ơi. Xuyên đêm luôn. Hiện tại lúc này thì xe kéo này đang lúng rồi anh em ơi. Mắc lại xuyên đêm à. Nói chung ra mắt máy này mắc lại hồi chiều qua nè. Bảy cho. Bảy cho. Rồi phóng lên xe kéo phóng lên được à. Kinh khủng không? Hôm qua tới bữa nay mới lấy cái lên nhưng mà cái lên chưa được nữa nè anh em. Lúc này thì tài xế ra trao đổi với tài xe kéo. Rồi, bán vé vô luôn anh em ơi. Tính bàn vô lúa luôn nhưng mà cuối cùng thì lúng. Quá trời. Lúc này thì hai tài xế sẽ kéo để về vô để giải cứu lần này là lần thứ 3 anh em ơi. Rồi, đang móc cái xích vừa xong anh em ơi. Trời ơi, trời 100 lúng nặng dữ dằn luôn. Ủa? Giúp. Ừ. Rồi bay lên. Bay lên được. Qua giải cứu thành công. Còn một chiếc nữa anh em ơi. Cái này đất là lầy nè anh em. Đây lỗ nè anh em, lỗ sâu. Kéo cự ly từ đó là tới đằng này luôn. Mắc lầy này là mắc lầy xuyên đêm anh em ơi. Tại vì bắt lầy hồi chiều hôm qua cho nên bữa nay mới lấy lầy lên. Mắc lầy mới ngoài. Quá khủng luôn miếng đất này, huyền thoại thiệt. Đang dọn đường lại cho để giải cứu cây 100 này đang cũng bị dính lầy không. Giờ lấy lầy lên nè anh em. Chuẩn bị qua để giải cứu cây 100 bên đây. Cái này thì lầy cũng khá là nặng nè. Lúc này thì đang kiếm đường để qua giải cứu. Cắt rộng địa bàn ra để giải cứu mới được. Ôi giời ơi, trời ơi. Về đích vô luôn à. Đó, vác đồ ngày qua nè. Cứ
thứ gì chịu nổi không? Nói xích vô. Này đây, đang cắm cái đầu xuống nè anh em. Hiện tại thì đội hình đang chuẩn bị móc cái xích nối cho nó dài ra anh em ơi. Không dám vô cái chỗ này thì cái chỗ huyền thoại lùng ghê lắm. Giải cứu anh em ơi. Ôi giời ơi, kìa, có nó mài kìa anh em ơi. Kinh hoàng không? Giật luôn, cái nữa. Giật luôn. Ừ. Trời ơi, kìa. Đứt cộng xích luôn rồi. Đứt cộng xích rồi. Đứt hay là giột cho. Tục giật nữa. Ôi chà. Okay. Đẩy tiếp rồi. Cái này là lầy xiên đêm anh em ơi. Chắc sáng mới lấy lại à. Đó, giải cứu. Đi luôn. Ôi giời ơi, kìa anh em. Có càng vô. Đi luôn đi, thôi gì thôi. Hết hồn không cái này anh em. Kéo cự ly về tới đằng đây. Hiện tại mới giải cứu vừa xong nè anh em. Rồi lúc này vô tiếp tục cắt anh em ơi. Cắt hay là bỏ về đây em biết. Ủa ghe còn dính nữa giờ. Đó. Đi không nổi sao cắt rồi. Lầy huyền thoại luôn. Cắt là đất còn dẻo. Bỏ tay. Kiểu này sao cắt anh em. Kiểu này gì cắt công ăn nhiêu vậy. Cái này là không biết là cắt công ăn nhiêu luôn. Thôi ơi con nỉa kìa anh em ơi. Trời, sao bẻ ngang có bên rồi. Rồi dính nữa. Dính nữa rồi. Bị thất thủ. Lúc này thì cây 100 này qua để cắt để hỗ trợ để giải cứu cây 100 mới vừa bị dính này. Mở rộng địa bàn ra để giải cứu. Đây cây 100 dính này đây. Bị thất thủ nữa. Ây cha, đi còn không muốn nổi nữa nè em ơi. Rồi hiện tại em móc cái xích vừa xong rồi em ơi. Dìu luôn.
chưa chịu lên. Đó, lúc này mới chịu lên đó. Rồi, tiếp tục vô cắt. Không cắt ta không trả tiền. Giá nào cũng phải cắt đó. Máy này toàn là máy tốc độ không à anh em, mà vô đây thì thua rồi. Vô đây là thất thủ rồi. Hết về được rồi. Tới luôn. Ừ. Yeah. Rồi chạy ra ngoài luôn anh em ơi. Rồi lúc này tà cũng ngao ngán hết rồi, hết dám vô rồi. Chạy ra ngoài hết anh em ơi. Quá trời miếng đất này nó lầy. Lầy kinh niên luôn. Gì mà chống khu dữ vậy trời. Lấy lúa sang qua anh em à. Sức bánh lăng chạy lầy quá trời, tổng máy lắm rồi nè, máy thấy gì tổng máy. Quá trời lầy lội bởi vì sức bánh lăn ra ngoài luôn. Lúc này tàn ngao ngán lắm anh em ạ. Hồi hôm giờ mệt mỏi lắm rồi. Hai bánh lăn giữa đồng luôn. Quá trời lầy. Thứ gì chịu nổi. Hai vừa xong luôn. Vượt lầy thấy gì chứ đào máy lắm. Rồi, chắc không được anh em ơi. Lấy này lên thì đi vô luôn. Bỏ tay bằng chi nghiêm qua bữa nay mới lấy lại là cái này lên xong ra về luôn.